Người đàn ông cứu tinh của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Thời gian qua, lương y Nguyễn Đình Khánh được nhiều người dân Đà Nẵng nhắc đến như là một vị cứu tinh của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Ông đã giúp đỡ nhiều cặp vợ chồng có con sau khoảng thời gian dài mong ngóng. Những ngày đầu năm, chúng tôi hẹn gặp lương y chữa hiếm muộn Nguyễn Đình Khánh, ông sinh năm 1954, hiện ở số 135 đường Phan Thanh để phỏng vấn viết bài. Ông Khánh ngại ngần làm nghề này là phải giúp đỡ người khác chứ có gì đâu, cuộc đời tôi cũng như những người khác, không có gì để lên báo cả. Ông Nguyễn Đình Khánh sinh ra trong một gia đình làm nông tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thở còn nhỏ, một lần theo cha đến gia đình bác họ, ông bất ngờ và tỏ ra thích thú khi người này làm nghề y, đang thăm khám chữa bệnh cho nhiều người dân. Từ đó, ông nuôi ý định sau này lớn lên sẽ trở thành một lương y giúp đời. Dù gia đình khó khăn, cha mẹ vẫn cố gắng cho ông được đến trường. Không muốn bậc sinh thành buồn, ông dành hết thời gian cho việc học tập và luôn là một trong những học sinh thuộc tấp đầu của lớp. Năm đệ tam, tương đương với lớp 10 hiện nay, ông đến một tiệm sách cũ và bất ngờ gặp bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh của danh y Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác Biên Soạn. Đây là bộ sách cơ bản về ngành y thời bấy giờ. Như bắt được vàng, ông mang về ngấu nghiến đọc và trở thành cuốn sách gói đầu giường của mình. nhờ bộ sách này, ông biết đến nhiều loại cây thuốc quý có trong dân gian. Ngoài ra, ông cũng thuộc nhiều bài thuốc chữa bệnh đơn giản. càng đọc, ông càng cảm thấy ham thích và càng hung đúc mong ước từ nhỏ của mình. với mong muốn tìm sâu hiểu kỹ các vị thuốc, bài thuốc nam, ông đi khá nhiều nơi để tâm sư học đạo. ông nhớ nhất là năm 1972 khi đến chùa Tân Long Hưng ở thành phố Hồ Chí Minh, được các vị sư ở đây chọn cho hai cuốn sách quý về phòng trọ để chép tay. Cứ thế, ông tự học từ các bậc tiền bối, sách vở và trở thành một lương y sở hữu nhiều bài thuốc quý từ lúc nào không hay. Khi hỏi về các bài thuốc, ông nói hăng sai. Ông nhắc nhiều đến hai bài thuốc chữa vô sinh là thiểu phúc trục ứ thang dành cho nữ và bài thuốc bổ thận tăng tinh trùng cho nam đây là hai bài thuốc ông vô tình học được của các bậc tiền bối. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận, ông nghiên cứu kỹ hơn, đưa ra các kết luận mang tính kim chỉ năng dành cho mình. Tùy vào thể trạng, tính chất của từng người mà ông gia giảm các vị thuốc theo lượng khác nhau cho phù hợp. Ông cho biết thêm, thời hiện đại có quá nhiều thứ tác động ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như khả năng sinh sản của các cặp vợ chồng. Do đó, số lượng bệnh nhân hiếm muộn tìm đến ông cũng tăng lên theo thời gian tùy theo vướng mắt của vợ hay chồng mà ông có phương hướng riêng chữa cho họ tuy nhiên chuyện sinh con đẻ cái là phụ thuộc vào nam lẫn nữ nên thông thường ông sẽ chữa bệnh cho người này và bốc thuốc hỗ trợ cho người còn lại mặc dù được nhiều người thừa nhận hai bài thuốc này rất hiệu quả nhưng ông khánh thẳng thắn khẳng định chúng không phải là thuốc tiên nên không thể chữa hết bệnh hiếm muộn cho tất cả mọi đối tượng trong quá trình thăm khám nếu tôi nhận thấy mình không thể chữa bệnh cho bệnh nhân thì quyết từ chối chứ không muốn họ thất vọng vì quá hy vọng. Trong quá trình trò chuyện, ông Khánh không ngần ngại cung cấp danh sách các bệnh nhân đã được mình chữa trị để đối chứng. Thông qua danh sách này, người viết tìm đến gia đình anh Lê Văn Dũng, 46 tuổi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Anh Dũng kể, thông qua tìm hiểu, anh và vợ tiến đến hôn nhân Mặc dù thả cửa nhưng vợ anh vẫn không thể mang thai. Lo lắng, hai vợ chồng dắt díu nhau đến nhiều bệnh viện để thăm khám và chữa trị. Bất kể ở đâu, anh cũng đều nhận được kết luận vợ chồng anh thuộc diện hiếm muộn, khó có con. Anh dồn tiền đưa vợ sang cả Thái Lan chữa trị. Số tiền rất lớn đã ra đi, nhưng niềm ao ước có một đứa con để bế bồng vẫn không thể trở thành hiện thực. Năm 2009 thông qua một người bạn, anh Dũng tìm đến ông Khánh. Sau khi khám, ông Khánh cho biết không dám khẳng định sẽ chữa được bệnh cho vợ chồng anh. Mặc dù vậy, còn nước thì còn tác, vợ chồng anh vẫn nuôi hy vọng. Sau khi uống năm thang thuốc, vợ anh Dũng vẫn không có dấu hiệu gì khác thường. Lúc này ông Khánh khuyên, chữa bệnh hiếm muộn là phải kiên trì, không thể nóng vội được. Thêm năm thang thuốc nữa được bốc, Lần này, niềm vui đã mỉm cười khi vợ anh cấn thai và hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Đến nay, con trai đã lên 6 tuổi, sức khỏe ổn định. Hàng ngày, anh làm thợ mái, còn vợ làm công nhân. Dù thu nhập không cao, nhưng vuông vén vẫn đủ để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Những lần trước, vợ chồng tôi tiêu tốn cả trăm triệu đồng, nhưng không có kết quả. Trong khi đó, thầy Khánh bán thuốc chưa tròn một triệu đồng, thì vợ tôi lại mang thai. Tôi mang ơn thầy ấy lắm, anh Dũng cười tươi nói, đặc biệt hơn, trong quá trình trò chuyện, anh Dũng còn cho biết thêm, em gái ruột của mình cũng đã mang lại niềm vui. Em gái anh là Lê Thị Thanh Bình, lấy chồng tại thành phố Hồ Chí Minh, sau một khoảng thời gian kết hôn vẫn không mang thai, nên đến một bệnh viện lớn khám, bác sĩ cho biết chị rơi vào trường hợp hiếm muộn. Chị đi nhiều nơi chữa trị, tốn hàng trăm triệu đồng nhưng niềm mong ước vẫn không thành hiện thực. Hơn 4 năm trước, một lần về quê thăm nhà, chị Bình tâm sự nỗi buồn của mình với anh trai. Sau đó, anh Dũng dẫn chị đến thăm thầy Khánh. Sau 3 tháng uống thuốc, chị Bình đã cấn thai và hạ sinh một cậu con trai. Đến nay, con chị đã tròn 3 tuổi. Nhờ sự yêu nghề và tận tình của mình, mà lương y Nguyễn Đình Khánh đã giúp nhiều cặp vợ chồng được thỏa niềm mong ước thiên liêng được làm cha làm mẹ bằng chính những bài thuốc dân gian tự tìm tòi học hỏi của mình. Vì là tục dỗ sống cha mẹ để báo hiếu. Hàng năm, cứ vào giữa tháng 11 âm lịch cho đến khoảng 25 tháng chạp, người nguồn ở Minh Hóa, dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình lại rộn ràng với cái Tết đặc biệt. Đó là Tết báo hiếu mà người nguồn gọi là bân cổ Tết, bưng cổ Tết hay còn được gọi là tục dỗ sống để tỏ lòng hiếu thảo của con cháu đối với bậc sinh thành. Bà Đinh Thị Hữu, sinh năm 1953, ở tiểu khu 6, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, có 7 người con đều đã lập gia đình, cả ở gần và ở xa. Khoảng đầu tháng chạp, các con của bà Hữu đã bắt đầu lên kế hoạch họp lại một bữa, làm cơm dâng lên cha mẹ và ông bà. Theo anh Đinh Xuân Vương, sinh năm 1986, là con trai thứ năm của bà Hữu. Mầm cơm báo hiếu không đòi hỏi nhiều ít hay cao lưng mỹ vị, mà quan trọng là tình cảm của con cháu dành cho ông bà cha mẹ. Ngoài những món ăn truyền thống của người nguồn trong bữa cơm như bánh chưng, cá khe, rau tớn xào tôm, gà, thì các con còn làm những món mà cha mẹ thích ăn nhất. Vừa đổ nước vào nồi lóng, chị Đinh Thị Thúy Nga, sinh năm 1988, là con gái của bà Hữu cho biết. Lóng hầm xương là món mà mẹ tôi rất thích Món này được nấu từ ruột cây chuối rừng, bằm nhỏ hầm với xương heo và gia vị. Thời gian hầm càng lâu thì càng ngon. Hôm nay tôi và các chị dâu đi chợ sớm tìm mua được cây chuối rừng ngon, nên nấu để dâng lên mẹ. Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi sẽ bày riêng ra một mâm để mẹ bưng sang mời ông ngoại và một mâm đặt lên bàn thờ cho ba. Thắp hương cúng ba xong, con cháu mới bày mâm để mời mẹ và các bác. Bữa cơm được dọn ra, các con các cháu lần lượt dành những lời cầu chúc cho bố mẹ ông bà sống lâu trăm tuổi để hưởng phúc cùng con cháu. Nếu có ai phạm phải những điều làm ông bà cha mẹ buồn lòng trong năm vừa qua thì đây cũng là dịp nói lời sám hối. Đáp lại tình cảm của con cháu, các bậc sinh thành sẽ dặn dò cầu chúc cho con cháu những điều tốt đẹp nhất. Trước đây trong nhà có bao nhiêu người con có gia đình riêng thì sẽ có ngần ấy mâm cơm được dâng lên báo hiếu cho cha mẹ. Để không làm trùng nhau, các con phải hợp bàn từ trước. Ngày nay, để tiện cho công tác của các con nên bữa cơm báo hiếu thường được các gia đình làm chung một lần. Ông Đinh Thanh Dự, một người chuyên nghiên cứu văn hóa ở huyện Minh Hóa kể về tục lệ này là người dân Minh Hóa, dù giàu hay nghèo, mỗi dịp cuối năm đều phải tự tay làm một bữa cơm dâng lên cho bố mẹ để tỏ lòng hiếu thảo. Không ai biết tục lệ này có từ bao giờ, người già trong làng kể rằng, ngày xưa ở đây rất nghèo, có một người lên rừng đặt bẫy, đơm được một con lợn to, đem về chọn những miếng thịt ngon nhất dâng lên cho mẹ già ăn với cơm thổi từ lúa rẫy mới. Năm sau, vào gần dịp Tết Nguyên Đán, nhớ lại bữa cơm đầm ấm năm qua mẹ già bệnh nặng buộc miệng thở dài giá mà ăn được một bữa ngon như năm trước thì có nhắm mắt cũng thỏa lòng vợ anh nghe được bèn kể lại cho chồng hai vợ chồng thương mẹ nên lấy tóc giống còn lại đem giả gạo thổi cơm anh chồng đi câu cá ngoài suối còn con gà cuối cùng đang đẻ cũng làm thịt nấu cho mẹ ăn lạ thai mẹ anh dần dần khỏi bệnh và mạnh khỏe trở lại năm sau đó cây lúa trình rẫy lại tốt tươi mẹ anh lại vui vẻ bên đàn cháu dân làng nói nhờ có người con hiếu thảo như anh nên được trời đất phù hộ cho dân bản được mùa tục ấy từ đó được truyền lại đến ngày nay dù ông bà cha mẹ không đòi hỏi nhưng bổn phận con cái khi đã có cửa nhà riêng đã làm chủ được cuộc sống thì không thể bỏ qua lệ này nếu không lo nổi bữa cơm tươm tất theo tục dỗ sống thì cả làng sẽ chê cười, năm mới lọc tài sẽ chẳng ghé nhà. Ngày nay, dỗ cuộc sống còn nhiều đổi thay, nhưng mâm cơm báo hiếu vẫn còn vẹn nguyên giá trị văn hóa. Dù đi đâu về đâu, người nguồn cũng luôn nhớ và thực hiện phong tục tốt đẹp này. Hiện phong tục này đã vượt ra khỏi bản làng và lan truyền mạnh mẽ sang các nơi khác nhiều tộc người ở minh hóa và cả người kinh trên địa bàn cũng đã học theo phong tục hiếu đạo rất ý nghĩa này